À, lên trên tàu ăn ngủ ăn chơi ngủ không ăn quá trời ăn luôn, ăn ngày sáng chiều tối ăn quá trời ăn luôn, lúc nào cũng ăn hết à trên tàu á. Dạ con nhận đi tàu ngon, ừ. Ăn đồ ăn quá trời đồ ăn luôn, ăn hãy sợ luôn á, thét là không dám ăn, ăn trái cây không à. Nấu đồ ăn không ngon nhưng mà nó nhiều món, mình nhiều chọn, mình chọn nhiều được. Mà ăn hết cũng ngán, nhưng mà có trái cây đó bác, trái cây đủ, cũng ngon, vui. Đi tàu có những người Việt Nam đi không? Ít lắm bác, ít lắm. Chỉ có nhóm, nhóm tụi con mười mấy người thôi. Chứ cũng thấy, thấy tóc đen mà thấy cũng ít lắm, tay nhiều. ngồi đi con quay sơ qua cái rồi. Nó nhỏ ăn hết rồi hả? Hello boy, happy new year. Đây kìa, ngồi kia kìa. Kìa chín nạc kìa. Rồi. Mình đâu có chỗ đâu cả. Mình đi tới luôn cái. Nó đẹp cái kia mấy vợ này. Bỏ này.
con hả con xuống cộng đồng nha. Chiều ngày mai. Mấy người cũng đạo công giáo. Ngày mai mấy người đạo công giáo là tôi. À chỗ chắc cái hôn á. Ngày không có ở bên nhà. Mẹ con xem. Dạ, con sẽ con. Ở bên Dũng. Ăn bánh hỏi để bánh hỏi qua cho bà. Con bệnh bánh hỏi nhất. Giờ giờ như là đó bà. Là con chó nào nãy ngoan lắm à, nãy ngoan, bà nội ngoan ngoan lắm nè, khóc rồi kìa. Lớn tuổi là quỳ con nhỏ vợ của con đồ ấy, chú bà Hải tối nằm ngủ rồi sắp đi luôn à. Ở đây con quay nó chút xíu rồi. Con có đi đám ma đó không? Có, đi đám ma rồi, xem đây đám thuốc đi đắp cho ông chống luôn. Dạ, có không? Nó lên mặt lớn mà. Wow, không quá lại. Mặt lớn, mặt lớn, mặt lớn. Ăn thử. Con giật ra đó, băng keo nó theo, con dán dài á, cho nó giữ nó giật ra. Ở dưới chùa nó còn rắn hơn bên cái ông. Không có đá, không có đá.